sau. Tự dưng mắt em không nhìn thấy gì cả. Mắt em làm sao thế này? Hay là cuộc phẫu thuật có vấn đề rồi anh? Em nói cái gì cơ? Mắt em không nhìn thấy gì á? Không, em không thể bị mù được. Sau này em đã không được đi ra ngoài rồi, bây giờ mà còn bị mù nữa thì cuộc sống của em làm gì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Chồng ơi, em mang cơm đến cho anh. Hai người làm gì đấy? Sao lại ôm ấp nhau đi kia? Đừng có mà vô lễ. Cô ấy là nhân viên mới của đội anh. Anh chỉ là đang quan tâm và chỉ dẫn cho cô ấy quen việc thôi. Chỉ dẫn gì mà ngồi sát sườn sàn vào nhau? Tay lại còn ôm eo đi kia. Thôi, em xin phép. Em ra ngoài trước ạ. Cô đứng lại. Tôi phải làm cho rõ chuyện này đã. Bỏ tay ra khỏi người tôi. Mọi người ơi, mọi người lại đây mà xem này. Có kẻ ôm ấp chồng người khác này. Mọi người ơi, mọi người lại đây mà xem này. Mọi người ơi. Tôi đã tốn bao nhiêu tiền để bù mắt cho cô, thế mà cô định làm tôi bẽ mặt trước công ty à? Cút về nhà mày. Cút. Em cứ ra ngoài trước đi nhá. Để anh dạy dỗ con vợ đã. Em xin phép ạ. Cô nên nhớ, tôi là người kiếm tiền nuôi cô đấy. Khốn hồn thì biết điều đi. Yên cho tôi làm việc, nhớ chưa? Nếu không thì đừng có trách. Cô biết cô vừa gây ra chuyện gì không? Cô lên công ty tôi làm loạn, để rồi bây giờ cả công ty đồn ầm lên là tôi cặp kè với Tâm đấy. Cái chuyện này mà đến tai giám đốc thì cô mà chết cả lũ đi biết không? Nhìn anh thân mật với cô ta, em không chịu nổi. Đừng có trách em, mà trách anh không đứng đắn đồng hoàng trước ấy. Cô im đi. Chính vì cái sự đa nghi suy diễn của cô ấy mà bây giờ chuyện nó ra nông nỗi này này. Từ nay nhá, tôi cấm cô lên công ty của tôi và không được đi ra ngoài nếu mà không có sự cho phép của tôi, được chưa? Sao lại không cho em ra ngoài? Em sẽ bách bố. Thì em bình tĩnh đã. Chỉ là anh muốn tốt cho em thôi mà. Nhá. Tốt cho em? Tốt cho em hay là tốt cho anh? Như thế để anh có thời gian rảnh rang để đi ra ngoài với cô ta gì? Không, ai lại làm như thế? Em nhìn lại mắt em đi. Vừa mới mổ xong, bây giờ cứ đi ra ngoài, đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Chính vì cái sự đa nghi của em ấy, nên thành ra này, em khóc nhiều quá đúng không? Sưng hết cả mắt rồi đây này. Ôi trời ơi, bảo không chịu nghe cơ. Với lại ấy, bác sĩ cũng dặn dò anh là phải bảo em là đừng có dùng điện thoại nhiều, như thế là ảnh hưởng mắt nhiều lắm ấy. Để anh cất dùng cho nhá. Anh đã không cho em ra ngoài lại còn không cho em dùng điện thoại, như thế khác nào xâm lòng em? Anh đã bảo rồi, chỉ là anh đang lo cho sức khỏe của em thôi mà. Thôi cố gắng nghe lời anh đi nhá, chứ bây giờ anh phải dùng mất bao nhiêu công sức tiền của để mà chữa mắt cho em. Bây giờ mà em cứ đa nghi như thế thì sau khóc nhiều nó mờ hết mắt đấy nhá. Thôi cứ yên tâm, anh thề là anh sẽ không để em phải suy nghĩ nhiều nữa đâu nhá. Alo bố à? Vợ con vừa mới mổ mắt xong. Bác sĩ dặn là không được dùng điện thoại nhiều, nhưng có gì bố cứ nói với con, sau con sẽ bảo với cô ấy sau, bố nhé. À vâng vâng, con chào bố ạ. Anh Tuấn, anh khóa cửa phòng ngủ à? Mở ra cho em đi. Em cứ ở trong đấy mà nghỉ ngơi cho khỏe lại đi nhá, không cần phải làm gì hết. Không được, em còn phải đi chợ, nấu cơm, rồi còn việc nhà phải làm nữa. Thì việc đấy em không cần phải làm. Lúc nào có đồ ăn thì anh sẽ ship đến cho em nhá, yên tâm. Anh mở cửa cho em đi, em xin anh đấy. Không mở gì hết nhá, cứ ngoan ngoãn ở trong đấy. Anh đi làm đi. Anh Tuấn, thả em ra. Thế này thì khác gì là nhà tù giam lỏng đâu cơ chứ. Anh Tuấn. Thấy chưa, anh đã bảo rồi, em ở nhà em cũng bị mù, huống chi là đi ra ngoài. Anh ơi, hay là
anh cho em đến bệnh viện đi, cho em khám lại xem thế nào đi anh. Thôi, bệnh viện gì tốn tiền nhá, phí công phí sức. Bây giờ em bị mù rồi thì cam chịu đi nhá, không còn cách nào khác nữa đâu. Không, em không thể bị mù nữa đâu. Thì chế nhá, mù phải có ý thức chứ, cản hết đường anh ạ. Em không chịu đâu, em phải sống thế này đến bao giờ nữa, lúc nào cũng phải lén lút. Hay là thôi, anh công khai đi, nó bị mù mà, nó có biết cái gì đâu. Bây giờ mà anh bỏ nó mà đến với em ấy, nhất định là ông già nó không tha cho anh đâu. Em cũng thừa biết rồi đấy, ông già nó có tiếng trong giới làm ăn mà. Bây giờ ông ta chỉ cần nói một tiếng thôi là anh sạc nghiệp luôn. Nhưng mà em khó chịu lắm, chẳng bao giờ được cầm tay anh công khai cả. Thôi, ngoan đi anh thương nhá. Cố chờ anh thêm khoảng độ 1-2 tuần nữa thôi, anh sẽ tranh thủ bón rút thêm một chút tiền của cô ta. Thậm chí nhá, anh sẽ sang tên một vài cổ phiếu của cô ta sang cho anh. Đến lúc đấy rồi anh đẩy tiền, anh lo được cho em nhá. Cố chịu đâu. Thôi kìa, với lại bọn mình cứ sống với nhau thế này cũng vui mà, nó có nhìn thấy đâu mà sợ nhá. Thôi được rồi, nhưng mà anh nhớ là phải bù đắp cho em ấy nhá. Ừ, biết rồi, thế bây giờ chiều anh nhá. Ừ. Dừng lại. Gì, cạnh cô ta đi, cô ta bị ngủ mà có nhìn gì đâu nhá. Anh nghĩ tôi mù thật đấy à? Hắn khóa cửa, cất chìa khóa, giấu hết điện thoại trong nhà đi. Mình không thể nào liên hệ ra bên ngoài để kêu cứu được. Phải làm sao đây? Rõ là bực, lúc nào cũng phải ở chung nhà với cái con mù này. Tự dưng đói đấy nhỉ? Phải kiếm cái gì ăn mới được. Cũng may vừa liếc được mật khẩu điện thoại của cô ta. Phải gọi điện cho bố giải cứu mình ngay mới được. Alo, bố ạ. Con Linh đây. Bố ơi, bố đến cứu con thôi. Con bị chồng con nhốt ở trong nhà rồi. Cô dám lừa tôi giả mù à? Cũng nhờ cô ta hớ anh bấm điện thoại trước mặt tôi nên tôi đã biết được mật khẩu rồi gọi cho bố tôi và báo công an rồi. Cái gì? Công an á? Đúng. Tội giam lòng người khác cũng không nhẹ đâu. Em ơi, chỉ là anh muốn tốt cho em thôi mà, chứ anh không có ý gì khác đâu. Anh sợ em bị mù trở lại, thế nên là anh mới... Em... Đừng cố tỏ ra mình cao thượng nữa. Những hành động của hai người vừa qua tôi đã nhìn rất rõ. Hai người làm gì đấy? Sao lại ôm ấp nhau đi kìa? Đừng có mà vô lễ. Cô ấy là nhân viên mới của đội anh. Anh chỉ là đang quan tâm và chỉ dẫn cho cô ấy quen việc thôi. Chỉ dẫn gì mà ngồi sát sàn vào nhau? Tay lại còn ôm nhau đi kìa. Thôi, em xin phép. Em ra ngoài trước ạ. Cô đừng lại. Tôi phải làm cho rõ chuyện này đã. Bỏ tay ra khỏi người tôi. Anh đã bảo rồi, em ở nhà em cũng bị mù, huống chi là đi ra ngoài. Anh ơi, hay là anh cho em đến bệnh viện đi, cho em khám lại xem thế nào đi anh. Thôi, bệnh viện gì tốn tiền nhá, phí công phí sức. Bây giờ em bị mù rồi thì cam chịu đi nhá, không còn cách nào khác nữa đâu. Không, em không thể bị mù nữa đâu. Thì chế nhá, mù phải có ý thức chứ, cản hết đường anh ạ. Và tôi cũng đã nhanh tay gửi toàn bộ clip và hình ảnh tình tứ của anh cho bố tôi rồi. Em sao em lưu video em gì? Thì em lưu để làm kỷ niệm thôi chứ ai mà biết. Bố tôi đang trên đường đến rồi đây. Hai người không thể giam lỏng tôi mãi được đâu. Chuẩn bị mà trả giá cho những hành động của mình.
Em ơi. Anh, bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cho cô ta hống hách như thế à? Còn làm sao nữa? Đang đấu với cái đầu như này, nó ý tôi. Ngoan sinh yêu của mẹ đâu rồi? Đây rồi. Đây là ai? Phương. Nào, ngoan sinh yêu của mẹ, mẹ lên chơi, cha chú ý gì đến mẹ? Chỉ mải chơi game thôi. Nào, ăn một miếng nữa nào. Ăn đi, tôi ăn được. Ăn hết miếng này cho mẹ vui nào. Ồ, ngoan quá nhỉ. Sao mẹ? Mẹ mới lên chơi à? Gớm. Biết mẹ chồng lên chơi mà đi đến tối mịt mới về, dầu đảm quá. Em ngồi xuống ăn đi. Xôi thịt mẹ nấu hơi bị ngon đấy mẹ nhờ. Ừ. Xin miếng. Ừ. Con của mẹ ăn đi này. Rồi rồi. Kệ nó. Anh ăn uống sạch sẽ một chút đi. Tay thì bốc, tay thì mút. Trông mất vệ sinh như thế ai mà chịu được. Lớn rồi phải trẻ con đâu. Lớn gì mà lớn. Trong mắt tôi thằng Phương ấy, nó luôn là con trai ngoan xinh yêu của mẹ con nhờ. Con ơi, nào, ăn một miếng nào. Ôi, ngoan quá. Con ơi, nào, làm miếng nữa mẹ yêu. Ôi, nào đấy. Cứ ăn một miếng nữa đi. Nữa. Đấy. Này, ngoan xinh yêu của mẹ, cái đĩa xôi này mẹ nấu cho con phải ăn hết nha chưa, nhá. Con xin phép vào phòng nhá. Ở ngoài này, con nuốt không trôi. Không ăn thì thôi. Càng còn mẹ nhỉ. Ừ. Ôm miếng nào. Ôi trời ơi, ngoan quá nào, ăn miếng nữa cho mẹ yêu nào. Ngoan này. Ôm, ngoan quá. À ơi. Ngoan xinh yêu của mẹ ngủ ngoan nhá. Mẹ xoa lưng cho nhá. Phương, ăn xong rồi thì ra dọn dẹp với em đi. Lớn đùng rồi, cứ nhõng nhẽo nằm lên đùi mẹ là sao? Này, lớn hay bé gì, ngoan xinh yêu của tôi nó vẫn là bé bỏng trong con mắt của tôi nhá. Mà tại sao ngoan xinh yêu của tôi nó phải lau nhà, rửa bát cho chị là thế nào? Giờ thời buổi nào rồi mẹ? Nam nữ thì phải bình đẳng, vợ chồng thì phải chia sẻ việc nhà với nhau chứ. Với cả con đi làm cả ngày cũng mệt mà. Này, mệt là việc của chị nhá. Nhưng tôi cấm chị được sai con trai tôi làm bất cứ việc gì trong gia đình này, chị hiểu chưa? Thôi mà mẹ, yên tâm đi. Con đường đường là đấng nam như đại trượng phu, tại sao phải làm mấy cái việc vặt vãnh đấy? Con chào bác, con chào anh ạ. Con thấy cửa không khóa nên con tự vào. Ngồi xuống đây cháu. Hey, chà, lâu lắm không gặp. Dạ, xinh đáo để đấy. Bác cứ quá khen, cháu xinh nhưng mà vẫn còn đơn chăn gối chiếc. Ơ mà này, khách đến không ra rót nước đi, còn đứng đực đấy làm cái gì? Còn cả mày đấy. Không phải trước mày cố sống cố chết ăn vạ đòi lấy nó làm vợ cho bằng được, thì không phải giờ này cái trà nó là con dâu yêu quý của tao không? Bác lại nói thế rồi, nhưng mà cháu thích ạ. À, hôm trước cháu đi công tác, bia bác thích ăn hoa quả nên cháu đã chọn cái loại hoa quả thượng hạng nhất về để biếu bác đấy. Bác cứ ăn đi, nếu mà bác thích ý, thì con mua thêm. Thế à, quý hóa quá. Đúng là chỉ có cháu mới quan tâm đến bác thôi. Chứ ai đời như con dâu nhà này, từ hồi nó về làm dâu chưa bao giờ nó mua quà cáp gì biếu mẹ chồng một tí nào cả. Con này mẹ, con xin phép vào phòng nghỉ lại. Con này, cô đi đâu đấy? Có nhiều cái tôi chưa thể nói đâu nhá. Đây. Đấy, cháu biết rồi đấy. Tính bác rất chi là thương con, thương cháu. Thế mà không hiểu sao đen đủi thế nào rất khỏe con dâu như này này. Cháu biết không, hôm nay bác ăn xôi, bác dùng tay bốc. Thế mà nó dám chê bác là bẩn cháu ạ. Thế có điên không? Sao lại thế được? Ăn xôi thì phải ăn bốc, mà phải nắm thành từng nắm, ăn mới ngon chứ ạ. Cháu vẫn còn nhớ cái món xôi ngày xưa của bác, thơm phức luôn ý. Cả thêm cái món thịt kho ăn cùng nữa, tuyệt vời luôn bác ạ. Thế thì hôm nào ấy lại đến đây chơi, bác đổ xôi cho mà ăn nhá. Còn bây giờ bác cầm hoa quả ra bác rửa, còn cho cháu ăn nhá. Dạ vâng ạ. À, số tiền 5 tỷ vừa bán được cổ phiếu ấy, cậu tạm thời để trong ngân hàng cho tôi. Số cổ phiếu còn lại cứ đợi tăng giá rồi bán. Ừ, chỗ đấy tôi tính cũng phải được hơn chục tỷ nữa đấy.
tôi cũng nắm được một vài mã tiềm năng nữa. Theo ông, nói chuyện 5 tỷ với chục tỷ mà với nó cứ như vài triệu. Đây, ổi ngon ổi ngọt đây. Đây, ổi ngon đây. Ăn đi cháu. Uầy, bác gọt khéo thế. Cháu nhìn là cháu đã muốn ăn rồi đấy. Này, bác nói thật với con nhá. Trước đây bác là bác rất muốn con làm con dâu của bác đấy, chứ không phải cái con bé Linh kia đâu. Chán lắm cơ. Thực ra con vẫn còn tình cảm với cả anh Phương. Nhưng mà bác nhìn rồi đấy, anh Phương anh lấy vợ rồi. Con buồn lắm, nhưng mà cũng chả biết phải làm gì cả. Sao lại không làm gì được? Cháu yên tâm, việc gì vào tay bác cũng giải quyết được hết nhé. Ý bác là sao ạ? Bây giờ nhá, con với cả thằng Phương làm sao cứ phải để cho gạo nấu thành cơm rồi, cốt cho con Linh nhìn thấy. Con hiểu chưa? Đấy, mai con sang đây ăn cơm. Còn bác sẽ dụ cho con Linh đi ra ngoài cùng bác. Việc của con ở nhà là gì? Chuốc cho thằng Phương uống rượu say mềm. Con hiểu chưa? Xong rồi, con với cả nó. Đấy, còn chuyện về sau cứ để bác giải quyết nhá. Vợ anh với cả mẹ anh đâu rồi ấy nhỉ? Bác Dung bảo chị Linh đi sắm đồ lễ rồi anh ạ. Bởi vì bác nhớ ra ngày mai có lễ dài hạn ở trên chùa. Bác bảo anh với cả em ăn cơm trước đi, sợ anh đói. Được rồi, mình ăn trước đi. Nhưng mà ăn không làm sao được hả anh? Làm một tí rượu chứ, anh với em lâu ngày chưa gặp mà. Uống hết anh nhá. Rót thêm cho. Em với anh ở cùng quê, nhà sát vách nhau. Ngày xưa chúng mình được gọi là thanh mai trúc mã đấy. Thế mà bây giờ anh lên thành phố, đã lấy vợ rồi. Còn em thì vẫn nhớ mãi kỷ niệm của chúng mình, nên chưa mở lòng được với ai. Ý em là sao? Nhậu đi, để em kể cho. Nào, uống đi anh. Uống đi. Vô. Tiếp đi chứ. Ý của em là cả anh và tất cả mọi thứ của anh dù sẽ quay lại bên em. Anh Phương mất rồi, bác chuẩn bị đưa chị ta về nhé. Say quá nên là mẹ ơi, mẹ chuyện gì mà ầm ĩ hết cả lên thế? Mẹ vào mà xem con ra mẹ làm gì này. Mẹ nghe con giải thích đã. Trời ơi, thì nam nữ chúng nó thích nhau, ăn nằm với nhau là chuyện bình thường đấy mà. Sao mẹ lại nói được như thế chứ? Cô ta mới là kẻ thứ ba, còn con là con dâu của mẹ, là vợ của anh Phương, được pháp luật công nhận mà. Mẹ phải lấy lại công bằng cho con chứ ạ. Vẽ chuyện. Bây giờ tôi hỏi cô nhá, chúng nó thích nhau, chúng ngủ với nhau, tôi cấm được à? Còn cô không chịu được, tôi đi luôn đi, tôi không giữ đâu nhá. Anh Phương, anh nói gì đi chứ? Anh để mẹ nói như thế à? Nó nói lại được gì? Con trai ngoan của tôi nói một là một, hai là hai. Mà Phương này, chuyện đã đến nước này, con cũng không thể để cho em Trà nó thiệt thòi được đúng không nào? Mẹ tính nhỉ? Hay là con đón em nó về đấy ở luôn đi. Không thể như thế đâu, con mới là vợ của anh Phương mà. Tôi đã quyết rồi, cấm cả, cô hiểu chưa? Cô không chịu được thì cô ly dị đi. Cô!
một mình cô biết làm dâu à? Cái chả cũng làm được. Anh Phương, anh nói gì đi? Thì mẹ đã quyết như vậy thì em nghe theo mẹ đi. Thêm người thì em bớt việc chứ sao. Mà ngày xưa ấy, đàn ông còn 5 thêm 7 thiếp kia kìa. Cô mẹ, anh đúng là cái đồ nhu nhược đấy, lúc nào chỉ biết bám váy mẹ thôi. Được rồi, tôi sẽ cho các người được toại nguyện, tôi ly hôn. Này, rồi con kệ xác nó. Bây giờ con có mẹ, có em cha rồi, con việc gì con phải tiếc theo cái con vớ ba vớ vẩn ấm ba mớ đấy, kệ nó. Mà này, thôi bây giờ mẹ ra ngoài, hai đứa cứ tự nhiên nhé. Của mình là gì? Cơm thì cô không nấu, bát cô không rửa, nhà cửa thì cô không dọn. Tôi nói cho anh biết nhé, ai ăn thì tự đi mà nấu. Tôi không ăn, tôi toàn ăn mì tôm thôi. Ôi trời này, tôi không biết chị xinh đẹp ở đâu nhá, nhưng mà chị nhìn xem đống quần áo chị này. Đây, bộ quần áo, cái bộ váy này chị mặc mấy hôm rồi. Đây, đây cả cái bộ đồ nhăn nhúm chị đang mặc trên người, mấy hôm rồi không thay không giặt hả? Mới có 3 hôm mà mẹ. Mà con ở nhà thay quần áo làm gì? Ôi trời ơi, trước đây tôi cứ tưởng chị xinh đẹp, ăn ở sạch sẽ, ngoan ngoãn, hiền thảo thế nào. Hóa ra chỉ là vỏ bọc thôi à. Nếu mà không tạo vỏ bọc ấy, thì làm sao mà lừa được hai mẹ con nhà này. Đấy, bây giờ chị lộ mặt thật đúng không? Hả? À, đã thế thì mày trả tiền tao đây. Tiền ăn, tiền uống, tiền điện, tiền nước, tiền tôi hầu hạ phục dịch chị. Mày nghĩ con ở nhà suốt ngày như thế này có tiền không? Thế còn 5 tỷ, 10 tỷ chị bán cổ phiếu đâu? Chị tiêu hết rồi à? Đến cái giờ phút như thế này rồi mà mẹ vẫn nghĩ con có tiền à? À, số tiền 5 tỷ vừa bán được cổ phiếu ấy, cậu tạm thời để trong ngân hàng cho tôi. Số cổ phiếu còn lại cứ đợi tăng giá rồi bán. Ừ, chỗ đấy tôi tính cũng phải được hơn chục tỷ nữa đấy. Tôi cũng ngắm được một vài mã tiềm năng nữa. Heo ôm, nói chuyện 5 tỷ với chục tỷ mà với nó cứ như vài triệu. Con nói cho mẹ biết nhá, cái ngày hôm đấy là con cố tình nói to lên để lừa mẹ thôi, tất cả chỉ là giả. Con không những không có một đồng, chứ còn nói gì đến mấy tỷ à mẹ. Hôm đó tôi tưởng chị giàu có nào thì tôi mới kiếm cớ tôi đuổi cái Linh đi nhá. Ai ngờ tao rước cái loại thối tha như mày, đã lười ở bẩn lại không có tiền. Trời ơi, đúng là tôi rước cái của nợ về mà. Mẹ tham thì mẹ chịu thôi mẹ ạ. Mà tiện đây con cũng nói cho mẹ biết, không những là cũng không có tiền mà con còn nợ thêm mấy tỷ nữa. Con đoán là cái căn nhà này này mà bán đi cũng được chục tỷ, tha hồ đi con giả nợ. Con khốn này, mày dám lừa tao. Bây giờ anh và mẹ biết ý thì cũng quá muộn rồi. Con nói luôn, con bây giờ là con dâu của nhà này rồi, nếu mà có bán nhà này đi cũng phải chia con một nửa. Thế nhá, con chào mẹ. Em chào anh ạ. Mày trời ơi là trời, tôi đã làm gì nên tội mà rước thứ con dâu này về thế này à? Trời ơi là trời, tất cả là tại mẹ đấy. Linh hoàn quá, hiền lành, lại biết cách cư xử thì mẹ lại không thích, mẹ đuổi đi ra khỏi nhà. Bây giờ lại đưa con tao về đây đấy, mẹ nhìn xem mẹ đã rước cái thể loại con dâu gì về nhà thế này. Ê! Anh ăn uống sạch sẽ một chút đi, tay thì bốc, tay thì mút, trông mất vệ sinh như thế ai mà chịu được. Lớn rồi phải trẻ con đâu. Lớn gì mà lớn, trong mắt tôi ý, thằng Phương ý, nó luôn là con trai ngoan xinh yêu của mẹ con nhở. Gì mà ầm ĩ hết cả lên thế? Mẹ vào mà xem con trai mẹ làm gì này. Mẹ nghe con giải thích đã. Trời ơi, thì nam nữ chúng nó thích nhau, ăn nằm với nhau là chuyện bình thường đấy mà. Sao mẹ lại nói được như thế chứ? Cô ta mới là kẻ thứ ba, còn con là con dâu của mẹ, là vợ của anh Phương, được pháp luật công nhận mà. Mẹ phải lấy lại công bằng cho con chứ ạ.
vẽ chuyện. Bây giờ tôi hỏi cô nhá, để chúng nó thích nhau, chúng ngủ với nhau, tôi cấm được à? Còn cô không chịu được tôi đi luôn đi, tôi không giữ đâu nhá. Anh Phương, anh nói gì đi chứ? Anh để mẹ nói như thế à? Nó nói lại được gì? Con trai ngoan của tôi nói một là một, hai là hai. Mà Phương này, chuyện đã đến nước này, con cũng không thể để cho em Trà nó thiệt thòi được đúng không nào? Mẹ tính hay là con đón em nó về đấy ở luôn đi. Không để như thế đâu, con mới là vợ của anh Phương mà. Tôi đã quyết rồi, cấm cả, cô hiểu chưa? Cô không chịu được thì cô ly dị đi. Cơm nữa, cô tưởng một mình cô biết làm dâu à? Cái Trà cũng làm được. Anh Phương, anh nói gì đi? Chị, mẹ đã quyết như vậy thì em nghe theo mẹ đi. Thêm người thì em bớt việc chứ sao. Mà ngày xưa ấy, đàn ông còn 5 thê 7 thiếp cơ kìa. Cô mẹ, anh đúng là cái đồ nhu nhược đấy, lúc nào chỉ biết bám váy mẹ thôi. Được rồi, tôi sẽ cho các người được toại nguyện, chúng ta ly hôn. Ôi trời ơi là trời, sao số tôi khổ thế này. Trời ơi, tại tôi tham mà. Tôi sai rồi. Trời ơi là trời. Mẹ quê cả cục luôn đấy mẹ ạ. Em đã ngửi thấy cái mùi ô ấy, lợn gà rồi. Nhưng mà cũng không thể để mẹ ngủ dưới sàn bếp như thế được. Em cũng còn cách nào khác với vợ em đâu. Con là gái thành phố, con chỉ quen ăn đồ thành phố thôi. Em đang bầu bì như thế này thì cũng cần có người chăm sóc chứ. Anh thì đi làm suốt ngày thôi, nên anh mới đưa mẹ từ dưới quê lên trên này để ở cùng vợ chồng mình, rồi đỡ đần hai đứa nữa. Mẹ xin lỗi, con dâu này. Tại anh cứ ngồi ngoài đấy nói chuyện. Tại lúc trước khi lên đây, mẹ cho lợn cho gà ăn, mẹ chưa kịp tắm, có thể cái mùi nó vẫn còn bám vào quần áo mẹ. Con yên tâm, mẹ đi tắm một lát là hết ngay nhá. Mẹ thông cảm cho vợ chồng con nhá. Tại vì vợ con đang bầu bì nên chắc là nhạy cảm với mùi lạ mà. Không sao đâu, mẹ hiểu mà. Cái vấn đề ở đây ấy, nó không phải là nhạy cảm hay không, mà là em là gái thành phố, cả cuộc đời em không bao giờ có thể quen được với cái mùi này. Thôi, để mẹ đi cất đồ và nấu cơm cho các con nhá. Để con đưa mẹ vào trong phòng. À, anh đưa mẹ đi đâu đấy? Anh đưa mẹ vào trong phòng ngủ phụ. Nhà mình có 2 phòng ngủ thôi mà em. Em nói là mẹ ngủ ở trong đấy à? Anh đi vào trong bếp, vào trong kho ấy, lấy cho em cái chiếu, giải cho mẹ ngủ ở ngoài bếp này này. Chứ ngủ ở cái phòng đấy, ngay cạnh phòng của vợ chồng mình, xong rồi mùi nó cứ bay xa. Anh muốn em vừa ngủ vừa nôn à? Làm gì đến mức thế em? Anh làm sao để cho mẹ ngủ dưới sàn được? Con, vợ con nói đúng đấy. Vợ con đang mang bầu, rất là hay dị ứng những mùi lạ. Thôi con ạ, con cứ... các con cứ cho mẹ xin cái chiếu, mẹ giải ở dưới sàn bếp ấy, mẹ ngủ. Mà hơn nữa, mẹ ngủ trên cái đệm như thế này mẹ không quen, đau lưng lắm con ạ. Không sao đâu con. Các con ăn đi. Em sao đấy? Mẹ ơi, mẹ rang gà kiểu gì này? Sao mà nhạt tuẹt, sao mà tanh ngoé thế này, mẹ không cho gừng à? À, mới đầu mẹ tính cho gừng con ạ. Nhưng mà mẹ nghĩ con đang mang bầu cho nên mẹ không cho gừng nữa. Ăn gừng nó nóng lắm. Đây này con ơi, mẹ có cho lá chanh này, có cho cả sả nữa đây này con này, con ăn đi. Ôi dồi ôi,
Mẹ quê cả cục luôn đấy mẹ ạ. Gà không rang gừng nhãn làm sao mà được. Với cả mẹ rang nhặt tuẹt thế này, lần sau mẹ không phải rang đâu. Mẹ cứ cho vào nồi chiên không dầu kìa, mẹ nướng cho con. Thì em, gà dưới quê sạch thì rang ăn nó mới ngon, chứ gà công nghiệp ở trên này nó xốp, nó khô khốc nên người ta mới nghĩ ra cách mà tẩm ướp để cho vào lò mà nướng chứ. À thôi, đây mẹ một cái đùi. Ừ, mẹ xin. Vợ con một cái đùi. Hai người phụ nữ tuyệt vời nhất của con đấy. Ăn đi ạ. Các con ăn cơm đi. Phụ nữ gì nữa anh, mẹ già lắm rồi. Thôi mẹ đừng có ăn nhiều thịt làm gì cho nó hút ra. Mẹ ăn cái phao câu này này. Đủ rồi đấy em ạ. Anh làm gì mà phải gằn giọng với em? Sao mà phải thái độ như thế? Con ơi, cái nhà này chẳng ai thương mẹ nữa rồi. Em đau bụng quá. Con. Thôi được rồi, anh xin lỗi. Anh không nói chuyện kiểu đấy nữa. Ra. Anh đưa em vào phòng nghỉ đi, không có ăn uống gì nữa. Để anh đưa em vào trong phòng. Mẹ ơi, chị Linh sang nhà mình chơi đi ạ. Linh đi à? Cô đây. Nào, cô xem cháu gái cô nào. Cháu gái của cô từ ngày lên làm giám đốc xinh gái thế. Đợt này cháu bận quá nên không về thăm cô với các bác được. Dạo này mọi người ở quê vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn cháu, mọi người vẫn khỏe và bình thường ạ. Này cô bảo này, hôm nay ở lại đi ăn cơm với cô nhá. Cô sẽ nấu món canh khoai sọ, món mà ngày xưa cháu thích nhất đấy. Thế à, cháu đang thèm món đấy lắm ý. Ừ, thế ở nhà chơi với Thắng, cô đi chợ nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ đi đây. Dạ. Cô đi đây. Thắng, sao em lại để mẹ ngủ khổ sở đấy kìa? Thì cũng vì vợ em chị ạ. Cô ấy bảo là dị ứng với mùi của mẹ em, nên bảo mẹ em ra ngoài này ngủ để cách xa phòng cô ấy ra. Mà chị biết rồi đấy, vợ chồng em hiếm muộn, thả mãi khó khăn lắm bây giờ vợ em mới bầu, nên là em phải chiều vợ em vô điều kiện. Chứ bây giờ mà vợ em căng thẳng lên, ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng thì em cũng đau đầu lắm. Nhưng mà cũng không thể để mẹ ngủ dưới sàn bếp như thế được. Chị to tiếng với em cái gì? Em cũng còn cách nào khác với vợ em đâu. Tính tình của cô ấy gàn dở ngang ngược từ trước đến giờ rồi, nên bây giờ mang bầu em mới phải xin mẹ em lên trên này để chăm sóc và đỡ đần cho cô ấy. Chứ em cũng lo cho con em lắm chứ. Quá. Em đang có việc muốn nhờ chị ạ. Chẳng là dạo này em hết ốm nghén rồi chị ạ. Đang muốn tìm một công việc đi làm, chứ ở nhà mãi chán quá chị ạ. Không biết là ở công ty chị Linh làm giám đốc có thể sắp xếp cho em một công việc có được không ạ? Anh không đồng ý đâu. Em cứ sinh xong đi, rồi làm gì thì làm. Vợ chồng mình khó khăn lắm mới có con, bây giờ em lại... Anh này nữa. Lúc nào anh cũng cản em. Bây giờ anh phải cho em đi làm. Suốt ngày em ở nhà em đối diện với mẹ anh cũng phát sốt lên được ấy. Anh phải cho em ra ngoài thì em mới có sức khỏe tốt, em mới có tinh thần tốt được chứ. Nói đến không được đi làm lại thấy đau bụng rồi. Thôi được rồi, Trinh đã nói như thế rồi thì chị sẽ giúp. Chị sẽ sắp xếp cho em một công việc hành chính văn thư nhá. Công việc nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Không, chị phải sắp xếp cho em một công việc như là quản lý hay là một chức vụ trưởng phòng gì chứ. Chứ đường đường em là em dâu của chị, không thể nào làm nhân viên quen được. Đúng không? Thôi em, bình thường thì anh thấy có ai bầu bì mà được thăng chức làm quản lý hay là trưởng phòng đâu. Em cứ nghe theo ý chị Linh đi, chị không để vợ chồng mình thiệt đâu mà sợ.
Trinh ơi, mẹ ở đây này. Trinh, Trinh ơi. Úi mẹ. Sao đi? Mẹ nói nhỏ thôi. Bao nhiêu người ở đây, rồi cả công ty biết con có mẹ chồng nhà quê như này cũng xấu hổ lắm. Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi. Con ơi, mẹ nấu cơm, mẹ mang cho con đây. Cơm nóng ngon lắm con ạ. Mẹ làm mấy cái món mẹ nghĩ là con sẽ thích. Này, đấy, con thử xem. Sao thế? Ôi, con không ăn được. Sao thế con? Con không ăn được mấy cái đồ quê mùa này đâu nhá. Mấy cái đồ dị này không ăn được. Con ơi con, từ lần sau trở đi mẹ cứ nấu cơm mang lên đây cho con, vừa đảm bảo vừa vệ sinh con ạ. À, con nhá. Thế nhưng mà con ngửi con đã buồn nôn rồi thì làm sao mà con ăn được? Thế con thích ăn cái gì con cứ bảo mẹ, mẹ sẽ nấu theo ý con. Con là gái thành phố, con chỉ quen ăn đồ thành phố thôi. Cái đồ nhà quê là không ăn được. Mấy cái này mẹ không phải mang lên nữa, con tự lo được. Đừng mang lên nữa. Ủa? Alo. Thôi mẹ ơi, mẹ mang về giúp con nhá. Không ăn được đâu. Hôm qua đi quẩy vui nhỉ? Tao nhảy máu quá, quên luôn là mình đang mang bầu đấy. Tối nay đi tiếp nhá. À. Tự dưng đau bụng này. Đau bụng quá. Ôi con ơi, nào con đi nào, cho chân vào dép nào. Vừa ấy mới động thai xong con phải giữ ấm cái đôi bàn chân chứ sao lại để chân trần như thế này. Mà này, khi ngồi hoặc nằm con phải gác chân lên chứ, con để thõng chân như thế này thì làm sao mà lưu thông khí huyết được. Thế mẹ cho con gác nhờ chân vào. Con làm cái gì đấy? Cho con gác một tí, với cả ấy, mẹ phải bóp chân cho con thì máu nó mới lưu thông được, cháu mẹ mới khỏe được. Bóp đi. Linh à? Ơ à, chị làm cái gì đấy? Mẹ chồng em đang chăm sóc em. Em mới bị động thai xong, chị đừng có làm như thế, cháu nó giật mình đấy. Có thật đấy là cháu của tôi không? Hai mẹ con có sao không em? Anh nghe tin em bị động thai, anh phải tức tốc chạy về đây ngay đấy. Anh về với mẹ con em rồi à? Anh có biết lúc anh đi mẹ con em khổ sở nào không? Mẹ toàn bắt em phải làm việc nhà khổ cực, xong rồi toàn cho ăn mấy cái đồ dị hợm ở dưới quê. Ăn uống thì tiết kiệm, ăn toàn ăn đồ thừa anh ạ. Như thế nên là em mới bị động thai đấy. Thằng ơi, không phải như thế đâu. Không phải như thế đâu con ạ. Con phải tin mẹ chứ. Mẹ yêu thương con cháu mẹ chưa hết, tại sao mẹ lại đối xử được như thế? Mẹ, mẹ đúng là đồ hai mặt đấy ạ. Trước mặt anh thắng một kiểu, sau lưng anh thắng một kiểu. Con biết là mẹ không ưa gì con,
con đang mang giọt máu của anh Thắng, mẹ cũng phải thương cháu của mẹ chứ ạ. Thôi đủ rồi đấy, cô đừng có diễn nữa. Sao cô không nói thật với thằng Thắng là cô bị động thai bởi vì cô đi quẩy ở bar cả đêm đi? Cái gì? Ai đi bar? Có đúng như thế không hả Trinh? Không, em không bao giờ làm như thế. Chẳng qua là chị muốn bênh mẹ nên mới nói như thế phải không? Tôi đã cho người theo dõi cô, nhưng mà người của tôi lại không đi vào được trong đấy, bởi vì không đặt bàn trước giống như cô. Nếu không thì tôi đã sai người vào lôi cổ cô về rồi. Sao? Sao chị lại biết? Cái kim sao bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Cô không giấu mãi được đâu. Alo. Này Trinh, nhận ở lại làm thêm giờ mà sao đi đâu rồi nhỉ? Tao á, đang bực mình với bà mẹ chồng quê mùa đấy đây. Tối nay đi xả stress nhá. Lên ba chứ còn đi đâu nữa. Thằng chồng tao nó đi công tác mấy hôm, tầm này tranh thủ mà đi xóa đi chứ, ai quản. Chả thế nữa, từ ngày tao mang bầu tao còn chưa được lên ba lần nào đây. Cái gì? Mày lại bảo tao lên ba để đi tìm thằng bồ cũ á? Thằng đấy tao cho vào dĩ vãng rồi. Nó biết tao mang bầu một cái, nó chối bỏ trách nhiệm, nó trốn bay trốn biến. Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may. Thằng chồng yếu sinh lý của tao, nó cứ tưởng đấy là con của nó. Mấy bữa nay nó cưng tao hết mực luôn, tao đòi cái gì cũng được. Thằng đấy nó xuất thân nhà quê thật, thế nhưng mà nó kiếm tiền giỏi. Trời đất ơi, mày nghĩ sao? Nếu mà không kiếm tiền giỏi mà tao lại chịu lấy nó. Thôi, tối qua đón tao nhá. Sau đó tôi phải đưa cô vào viện bởi vì cô bị động thai. Bác sĩ cần phải chọc ối để kiểm tra. Nhân cơ hội đó, tôi đã xin làm xét nghiệm ADN bào thai và lấy mẫu tóc của đằng Thắng. Bây giờ đã có kết quả rồi đấy. Đứa bé trong bụng của cô không phải là con của Thắng. Cô định biến tôi thành thằng đồ vỏ à? Cô là đồ đàn bà lăng loạn, khốn nạn! Cô thường chê tôi là bà già nhà quê bẩn thỉu. Chính cô mới là người có nhân cách bẩn thỉu nhất cái nhà này, cô có biết không? Nhà quê hay thành phố, ăn nhau ở cái đạo đức đi cô Trinh à? Đừng có nói gì hết. Mời cô ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Rốt cuộc thì các người cũng là cái đồ nhà quê. Đồ nhà quê mà thôi. Mẹ sẽ đi tìm bố cho con nhé. Con yên tâm, nhiều người muốn làm bố của con mà. Mẹ là gái thành phố mà, mẹ có giá lắm đấy.